anh chồng đi mua xe đồ chơi cho con từ sáng đến tối, hết cả triệu bạc. Chị vợ ngã ngửa khi biết lý do thật sự phía sau. Một câu chuyện giờ khóc giờ cười được chính anh chồng chia sẻ khi mới sáng ra nhận lệnh vợ đi mua cho con chiếc xe ba bánh. Anh đã ngay lập tức rủ bạn Chí Cốt lên đường vì đi một mình lại sợ khó lái xe. Nani? Nhưng điều mà nóc nhà không bao giờ ngờ tới là anh chọn xe từ sáng tới chiều tối mới về. Còn kỹ hơn cả đi mua 4 bánh. Đã thế tổng chi phí cũng chỉ xương xương cả củ. Trong đó xe cho con hết 280.000 đồng, thùng bia hết 370.000 đồng, chưa kể mồi nhậu dăm bảy món gì đấy nữa. Mua chiếc xe cho con nó chơi. Chở theo ông bạn nó đòi mua thùng bia rửa xe nữa. Rồi xong luôn. Chiếc xe 280, mua thùng bia 370. Đâu là ai mà được chứ. Về đến nhà thì con mừng mà vợ mắng. Nhưng thôi đừng lo vợ ơi, cứ phải rửa kỹ càng thì xe của con nó mới bền được. Các bạn nghĩ sao về pha mua xe khó đỡ này? Comment chia sẻ ngay với 8TV nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi 8TV. Tiếp tục like, share và subscribe để đồng hành cùng chúng tôi trong những tin tức thú vị sắp tới bạn nha.